Câu hỏi, bao giờ đại dịch COVID-19 kết thúc còn chưa có lời dài, thì những biến thể mới vẫn đang tiếp tục thay đổi từng giờ. Các nhà khoa học vừa phát hiện một phiên bản tàng hình của biến thể Omicron có thể qua mặt các phương pháp xét nghiệm đang được nhiều nước sử dụng. Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 trên các mẫu bệnh phẩm tại Ohio của Mỹ vào ngày 6 tháng 12. Báo The Guardian cho biết bản này được phát hiện trong các mẫu trên virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi, Úc, Canada những ngày qua. Nó được gọi là phiên bản của biến thể Omicron vì có nhiều đột biến giống với biến thể mới. Tuy nhiên, phiên bản này lại thiếu đi một biến đổi gen di truyền khiến nó không thể được phát hiện bằng xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để xác định liệu phiên bản mới có lây lan theo cách giống như phiên bản Omicron tiêu chuẩn hay không. Nhưng có sự khác biệt về mặt di truyền nên phiên bản này có thể hoạt động khác. Sau phát hiện này, các nhà khoa học chia biến thể Omicron thành hai dòng, gồm phiên bản tiêu chuẩn gọi là BA1 và phiên bản tàng hình BA2. Giáo sư François Paulus, giám đốc viện di truyền Đại học London của Anh, nói phiên bản mới chiếm khoảng 6% trong các mẫu gen của biến thể Omicron gửi liên hệ thống dữ liệu gen GSAT Hiện chưa rõ vì sao phiên bản mới này xuất hiện, tuy nhiên đặc tính tàn hình khi các nhà khoa học lo ngại nó có thể âm thầm lây lan ở những nơi chỉ tập trung xét nghiệm PCR. Nhiều quốc gia đã siết chặt các quy định về đi lại nhằm ngăn chặn biến thể Omicron. Nhưng Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Hank Lerk, vào ngày 7 tháng 12 cho rằng việc cấm các chuyến bay sẽ không có tác dụng vì Omicron đã có ở khắp nơi. Ông Clark nhấn mạnh các giải pháp quan trọng để ngăn biến thể là vaccine, khẩu trang, giữ thoáng không khí và điều trị thay vì hạn chế đi lại. Cho đến nay, loài người sắp kỷ niệm 2 năm đại dịch COVID-19. Trên toàn cầu, hơn 5 triệu người đã tử vong vì loại virus này và chắc chắn đây chưa phải là con số chính xác cuối cùng. Chắc hẳn không ít người đã đặt ra câu hỏi, đến bao giờ đại dịch này mới chấm dứt? Chỉ mấy tuần trước, các nhà khoa học phát hiện ra một biến thể coronavirus mới Omicron đáng lo ngại, khiến cho nhiều người trở nên hoang mang và đặt ra những câu hỏi như chúng ta có khả năng diệt trừ virus này như thế nào, điều đó thực sự có ý nghĩa gì và thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể. Khoảng 35% trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, điều đó làm phức tạp việc kiểm soát lây lan và chẩn đoán để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng, chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bại liệt, kiểm tra các trường hợp người cũng như mẫu nước thải để xác định xem virus có lưu hành trong cộng đồng hay không. Thật khó để ngăn chặn sự lây truyền nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó. Và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng, việc chẩn đoán cũng rất khó khăn. Không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát ban khác. COVID-19 có thể gây các triệu chứng giống với biểu hiện của bệnh cảm cúng và các virus đường hô hấp khác, có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng, chính xác, phổ biến và giá cả phải chăng để xác nhận các trường hợp. Cuối cùng, căn bệnh này hiện đang lưu hành dưới nhiều loài động vật và con người, chưa có dấu hiệu kết thúc. Vắc-xin là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh, nhưng vắc-xin hiện tại cho COVID-19 hiện không hiệu quả bằng vắc-xin phòng bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh bại liệt vaccine COVID-19 làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh. Nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn nó. Một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ dịch bệnh này trở nên khó khăn hơn nhiều. Một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể, các virus gây sởi, đậu mùa và bại liệt có ít đa dạng di truyền hơn, vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra. Với SARS-CoV-2, các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết, hoàn toàn có khả năng xuất hiện một số biến thể có thể thoát được khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó mang lại. Hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể Omicron để xác định xem nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra và chống lại các biến thể trước đó hay không. Bên cạnh đó, còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian. Việc chủng ngừa bệnh bại liệt bệnh đầu mùa và bệnh sởi mang lại khả năng miễn dịch lâu dài, có khả năng suốt đời. Với coronavirus nói chung, chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng, khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với SARS-CoV-2 ở cả những người đã được tiêm phòng và những người đã bị nhiễm bệnh trước đó. Giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung, nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch vaccine thường xuyên vốn dĩ đang gặp phải khó khăn về kinh phí thực hiện, thiếu hụt vaccine và cả sự bài xích vaccine từ một số người. Như thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.